cho anh em. Chào mừng anh em trở lại sư tử Hồng Thắng nha. Cái này bên sư tử Hồng Thắng quay chia sẻ anh em ít dòng chuột bô của dòng IHI dòng 7 về nha anh em. Rồi, nay quay chia sẻ anh em chuột bô về nha anh em. Cũng thông thường như hàng ngày nha. Đây, dòng chuột bô mới về đây. Trước mắt quay giới thiệu anh em đây là dòng chuột bô nhỏ nha. Chuột bô nhỏ. Chuột bô nhỏ hình này là hình chủ nhật nha anh em. Đây là 4 lỗ chế cho mấy công suất nhỏ. Từ 12 HP đi về tới 20 HP là xài chung nha anh em, tại vì mình chế độ, mình không cân lường. Mình chế dòng chuột bô này máy chuột bô nó bự như là máy phát huy cao hơn. Thích cho anh em chế cháo nha. Rồi anh em nào sưu tầm về làm phù hợp công việc, máy nào dùng gì đó alo gọi mình. Đây mình về cũng được ít chuột bô này. Và một dòng nữa, cũng chuột bô này cũng dòng thông thường nha. Đây là cũng dòng này cũng về thường xuyên ở xưởng mình nè. Đây. Chuột bô này là dòng dùng mặt vuông. Vuông phù hợp cho anh em chế máy lớn nha. Đây, dòng này mình sẽ quay từ từ cho anh em xem ha. Này là về mới về chưa vệ sinh nha anh em bà con. Anh em bà con gần xa gần xài cứ liên hệ bên trực tiếp bên Hồng Thắng nha. Đây. Đây. Còn rất là dơ nha anh em, tay Hồng Thắng rất là dơ nha. Đây, mới moi ra. Chừng nào anh em mình mua xong rồi mình sẽ rửa nha, rửa vệ sinh cánh đồ trong đây cho anh em gõ ha. Chứ giờ công việc nó nhiều, với thứ hai nó đồ nó về cũng hơi nhiều. Mình không có từ ngồi mà rửa từ cái được. Rửa từ cái khi anh em lại xem nó giật vô phục hồi này kia nó cũng khổ lắm anh em ơi. Trên mạng này nó cũng nhiều hình thức kia lắm. Khi sạch quá anh ấy cũng là chùi rửa hay là để tu. Còn cũ quá thì chê, mà nhưng anh em mua hàng bãi thì anh cũng phải biết ha. Nó là phải dơ và cũ. Dơ là do thời tiết bụi bặm. Đây. Bán anh em bao anh em ráp vô. Chạy đúng, ráp đúng theo quy trình là ok. Còn bảo hành lâu dài thì anh em tự bảo quản lên đi. Chứ mình mua hàng bãi giờ mình bán đi mình kiếm lợi nhuận cũng... là những cái chuột bô này cũng không cao nha anh em. Đây, dòng chuột bô này để mình quay cái thông số cho nó chính xác cho anh em xem ha. Đây, những cái con còn sạch này ha. Dòng này thì KH F5 nha anh em. KH F5. Đây, mình thì bán hàng bãi, không có đồ Trung Quốc nha anh em. Này. Gần xa anh em có cần xài thì vô vui lòng liên hệ với mình nha. Bô thì còn nhiều. Dòng này thì phù hợp cho anh em ấy chế từ dòng bê tông từ hàng 8 tới hàng 9 và hàng tắc lẻ nha. Đây. Còn rất là dơ nha. Nè. Mình về mình chỉ sổ ra mình quay cho anh em tham khảo ha. Còn nóng hổi luôn ha. Anh em nào cần thiết thì alo anh mình. Giao hàng toàn quốc nha anh em. Chủ yếu là giá cả thỏa thuận xong mình sẽ gửi hàng nha. Anh em lưu ý chỗ này ha, mình bán hai hình thức ha, anh em chuyển tiền trước đủ tiền thì mình bao ship, còn anh em chuyển tiền sau thu việc theo thu hộ về hoặc là bưu điện thu hộ về thì tiền ship anh em tự chịu ha. Mình đề cập cái đó cho anh em gõ mua nắm gõ để mua bán bên xưởng mình, chứ khi vô đề cập anh em hỏi tiền ship nó cũng hơi khó lòng. Ship thì trong mấy tỉnh miền Tây thì phải chừng 100.000 trong ngoài ngàn, mấy tỉnh miền Bắc tùy theo. Theo đường bộ thì nó cũng không có mà mắc mấy, nhất là ở ngoài huyện đảo thì nó hơi mắc hơn. Nhưng mà anh em đã cố gắng mua được cái chuột bô thì còn tiền ship thì mấy anh em cũng đừng có băn khoăn gì vấn đề đó ha, nó cũng không nhiều. Rồi anh em muốn không tốn tiền ship thì anh em cứ chuyển tiền trước đủ tiền, anh em được miễn phí ship. Tiền cọc cũng không được miễn anh em, chủ yếu là đủ tiền mới được miễn phí ship nha. Rồi mình trả lại dòng chuột bô ha. Bữa nay anh quay chia sẻ chuột bô lớn và chuột bô nhỏ. Rồi anh em nào gần xa tham khảo được vô ưu tiên cho anh em thợ mua số lượng. Rồi cuối video cũng xin chúc anh em sức khỏe ha và mua bán thành công. Trong đó là gửi những sản phẩm và những cái dòng đồ xài cho bà con anh em mình sẽ ok. Rồi chào anh em.